Hello, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là ZFG. Tự tử luôn luôn là một vấn đề nổi cộm trong xã hội ngày nay, khi mà mọi thứ quá căng thẳng để có thể đối mặt được với một con người bình thường. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng thử tìm hiểu tâm lý của một người vào cái ngày họ quyết định tự tử qua tựa game Goodbye, hay còn gọi là Chào Tạm Biệt. Đã đến giờ để tỉnh dậy rồi. Hôm qua mình thức quá muộn và thực sự bây giờ quá khó khăn để có thể tỉnh dậy. Nhưng chỉ có một lý do duy nhất để hôm nay mình thức dậy, đó chính là thứ đã khiến mình thức qua mấy đêm hôm qua. Bạn đứng dậy và nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng ngày hôm nay là một mớ hỗn độn, quần áo ở khắp mọi nơi. Đã mấy ngày rồi bạn chưa lau nhà và cái khăn trải giường của bạn nó bắt đầu bốc mùi. Cái túi và vài quyển sổ vẽ của mình đang vứt khắp nơi trong phòng. Bạn có muốn dọn dẹp căn phòng của bạn không? Mình là người khá là gọn gàng nên hay dọn dẹp căn phòng của mình. Bạn bắt đầu dọn dẹp căn phòng của bạn. Bạn không muốn ai nghĩ xấu về bạn trước khi bạn ra đi. Mất một lúc, bạn mới có thể dọn dẹp được căn phòng này và xịt một chút mùi hương quen thuộc mà bạn yêu thích, có thể làm mọi người nghĩ đến bạn thì sao? Bạn nhớ ra rằng cả tuần rồi bạn chưa tắm. Liệu bạn có muốn tắm hay không? Đến ngày cuối cùng thì phải thơm tho một chút chứ. Đi tắm phát. Bạn xứng đáng để thư giãn trong phòng tắm trước khi bạn xuống địa ngục hoặc đi đâu cũng được. Bạn bèn lấy một cái khăn và đi vào phòng tắm. Bạn mở vòi tắm lên, nước lại một cách sảng khoái, thực sự khiến bạn tỉnh táo hơn. Bạn ước gì bạn có thể ở trong này mãi mãi với một người không hay tắm như bạn, thì bạn thích được tắm nước lạnh vào những ngày nóng nực như thế này. Bạn trả xà bông cho đến khi cơ thể của bạn phủ bởi bong bóng. Bạn chơi với chúng một lúc cho đến khi bạn nhận ra rằng trò này thật là ngu si và bạn trông giống một đứa trẻ con vậy. Cuối cùng thì bạn cũng đã tắm xong và bạn quyết định quay trở lại phòng của bạn. Bạn sới khô người và mặc bộ quần áo đẹp nhất mà bạn có. Sau đó bạn đứng trước gương. Bạn nhìn vào gương, hình như chỉ có bạn trong đấy. Có vẻ như cả cuộc đời này không phải là bạn đơn độc, nhưng bạn luôn luôn cảm thấy như vậy. Bạn dùng lược chải lại mái tóc của bạn trước khi bạn quyết định đi ra khỏi căn phòng này. Bạn bước tới phòng bếp để kiếm một chút đồ ăn vặt trước khi bạn đi ra ngoài căn nhà và mẹ bạn gọi bạn lại. Ồ, hôm nay con chuẩn bị ra ngoài à? Mẹ đã cho con chút tiền nào chưa? Bạn lắc đầu và mẹ bạn cho bạn ít tiền. Wow, mẹ mình thật là dễ tính. Bạn nói với mẹ rằng hôm nay bạn chuẩn bị đi ra ngoài chơi với một số người bạn thân. Nhưng tất cả chỉ là một lời nói dối. Bạn chuẩn bị đi đến một nơi rất xa, rất xa nơi này. Một nơi nào đó quen thuộc. Anak, có vấn đề gì hả con? Lúc đó bạn nhận ra tên bạn là Anak. Bây giờ Dương FG mới nhận ra điều đó. Từ trước đến giờ Dương FG cứ tưởng là Dương nhập tâm vào trong này. Hóa ra không phải. Bạn trả lời mẹ: không có gì đâu mẹ ạ. Con có chắc là không có gì chứ? Bạn khẳng định lại với mẹ bạn rằng không có gì xảy ra bằng cách đó là gật đầu và cười với mẹ một lần nữa. Ồ, được thôi. Vừa nói, mẹ bạn vừa ôm lấy bạn. Chúng ta yêu con rất nhiều, chúng ta sẽ luôn luôn ở đây với con, được nhé? Ngực bạn cảm thấy đau, bạn cảm thấy lo lắng và tội lỗi, nhưng hầu hết là sợ hãi. Con cũng yêu mẹ. Bạn hôn mẹ vào má, đã đến lúc phải đi rồi. Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ. Tạm biệt con, hẹn gặp lại con sau, Anak. Bạn cố gắng cười với cô ấy. Phải một thời gian rất lâu nữa hai người mới có thể gặp lại được nhau. Bạn nghĩ vậy. Bạn hít thở thật sâu và bước ra khỏi căn phòng. Bầu trời trông thật là tăm tối. Có thể tí nữa nó sẽ mưa. Bạn có một cái ô nên bạn không cần phải lo về nó nữa. Cái nhà ga cách đây khá xa và bạn cần phải đi 3 chuyến mới có thể đến đấy. Và bạn bắt đầu đi. Bạn nhảy lên một chuyến xe ba bánh để đến trung tâm thị trấn. Gió càng ngày càng mạnh và trời bắt đầu đổ mưa. Bạn yêu mưa. Nó khiến bạn bình tĩnh trở lại. Mọi thứ này gợi lại kỷ niệm khi bạn còn nhỏ và đang ốm. Trời mưa và bố mẹ bạn mang về một chút cháo và một chút bánh mì cho bạn ăn. Họ nói rằng những thứ này sẽ giúp bạn khá hơn. Cuối cùng thì bạn cũng đã đến nơi. Và lúc này là lúc để bạn nhảy lên một chuyến xe Jeep. Chỉ có 4 người ở trên chuyến xe này, thật là rộng rãi. Người lái xe lại khá là nhanh, khiến bạn hơi sợ một chút. Nhưng rồi bạn nhận ra rằng thứ bạn chuẩn bị làm còn đáng sợ hơn thế này rất nhiều. Cuối cùng thì bạn cũng đến trạm dừng xe buýt và chỉ còn một chuyến nữa thôi là bạn đã đến nơi. Bạn bước lên xe buýt, mất khoảng 2 đến 3 giờ trước khi bạn đến được cái trạm ga tàu nên là bạn lấy ra cái tai nghe, sau đó cắm vào điện thoại để nghe một chút nhạc. Bạn thích đi xe buýt, nó cho bạn chút thời gian để nghĩ về những thứ vẩn vơ, trong khi đó vẫn nghe nhạc trên điện thoại của bạn. Đôi khi bạn nhìn ra ngoài cửa sổ và tưởng tượng ra rằng bạn đang trong một cái video ca nhạc, ôi chuẩn vãi, mình có hay thế. Và bạn bắt đầu ngủ quên. Khoảng 30 phút trôi qua trước khi bạn tỉnh dậy. Chỉ cần một chút nữa thôi là bạn đến nơi rồi. Bạn bắt đầu cảm thấy chân tay bạn run lên. Người phụ xe buýt hỏi rằng liệu có ai muốn dừng ở trạm ga xe lửa này không? Và bạn là người đứng dậy. Bạn đi xuống xe buýt và trèo lên cái bậc thang dẫn tới trạm xe lửa. Cuối cùng thì bạn cũng đến nơi rồi. Đây chính là nơi đó. Đây chính là nơi mà tất cả mọi thứ dừng lại.
bạn đứng trên nền cảm thấy lo lắng, sợ hãi và hy vọng. Cái chuyến tàu vừa nãy vừa đi nên là sẽ mất một lúc trước khi cái chuyến tàu tiếp theo tới. Bạn lấy điện thoại ra và quyết định rằng bạn muốn chào tạm biệt với ai đó trước khi bạn đi. Liệu bạn muốn chào tạm biệt tới ai? Mẹ, bố, em gái nhỏ hay những người bạn thân thiết nhất? Mình nghĩ là mẹ, vì cái người duy nhất ôm mình và gặp mình sáng nay là mẹ, nên hãy chào tạm biệt mẹ. Bạn quyết định rằng bạn sẽ gọi mẹ. Chuông reo. Xin chào, có chuyện gì vậy? Con cần gì không? Mẹ à, con chỉ muốn nói rằng con yêu mẹ rất nhiều. Cảm ơn vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con. Con xin lỗi vì đã làm một gánh nặng cho mẹ suốt những năm tháng vừa qua. Con ước gì mẹ có thể tha thứ cho con. Con xin lỗi rằng con không thể nào lo lắng cho em gái nhỏ của con nữa. Hãy biết rằng con yêu mọi người rất nhiều. Làm ơn hãy nhớ con. Tạm biệt, mẹ. Có chuyện gì vậy? Bạn thấy đoàn tàu đang tới. Nó đang tới gần hơn và gần hơn. Đã đến lúc rồi. Bạn có chắc chắn về điều này không? Có. Bạn nhảy xuống đường ray, bạn nghe thấy mọi người đang gào thét. Và cái tàu đã làm việc của nó, không thứ gì còn ý nghĩa nữa. Bạn đi, nhưng mà bạn mừng rằng bạn đã nói lời chào tạm biệt. Đấy chính là câu chuyện của chúng ta về một cô gái. Cô gái này đã quá đau đớn và khổ cực với cuộc sống hiện tại. Cô ấy cảm thấy như cô ấy là một gánh nặng cho xã hội và gia đình hiện nay. Nên cô ấy nhảy xuống. Không biết là cô ấy thực sự là một người như vậy, hay là do áp lực của xã hội đè nén lên nên cô ấy thành như vậy. Nhưng mà tựa game này không chỉ có cái kết như thế, chúng ta còn một cái kết khác. Hãy quay lại khoảnh khắc sáng nay chúng ta gặp mẹ. Đương nhiên là dòng đời không thể thay đổi được, thế nhưng mà game thì có thể thay đổi được. Nên chúng ta quay lại khoảnh khắc chúng ta gặp mẹ sáng nay. Và khi mẹ hỏi có chuyện gì xảy ra không, thì hãy bật khóc trước mẹ đi, xem gì sẽ xảy ra. Tại sao con lại khóc? Ta đã làm gì sai à? Có chuyện gì vậy? Trong dòng nước mắt, bạn nói sự thực với mẹ về những chuyện sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Bạn nói rằng ngày hôm nay sẽ là ngày mà bạn quyết định chấm dứt cuộc đời của bạn. Hôm nay sẽ là ngày mà bạn ngừng trở thành gánh nặng cho tất cả mọi người mà bạn biết. Bạn nói với mẹ về kế hoạch của bạn bằng cách bạn sẽ đi đến cái ga tàu bạn yêu thích nhất và sau đó nhảy xuống dưới đường ray. Cái tàu sẽ đâm bạn và sẽ nghiến nát bạn cho đến khi từng mảnh xương của bạn vụn vỡ. Bạn tiếp tục khóc, mẹ bạn thì sốc và quyết định đưa bạn về lại phòng của bạn và cả hai người ngồi xuống giường. Đừng nói tạm biệt. Chúng ta yêu con rất nhiều, làm ơn đừng nói tạm biệt. Bạn không thể làm điều này được. Bạn không thể làm điều này với những người luôn luôn yêu bạn. Thật sự là khó khăn, nhưng bạn cần phải cố gắng sống. Không phải chỉ sống cho những người khác, mà sống vì chính bản thân bạn nữa. Tí nữa thì bạn quên mất rằng bạn còn rất nhiều thứ để cố gắng. Bạn ôm mẹ bạn một lần nữa và bạn quyết định hôm nay sẽ không phải là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn. Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng dù bạn đang đau khổ, vật vã và cảm thấy căng thẳng thế nào, bạn muốn chấm dứt cuộc đời, bạn cảm thấy như không ai hiểu bạn, thì làm ơn đừng ra đi một mình. Hãy nói với ai đó, một ai đó rồi sẽ hiểu bạn. Có thể là người thân, có thể là bạn bè, có thể là bố, có thể là mẹ, có thể là ông, là bà. Nhưng sẽ có một ai đó luôn luôn ở bên cạnh bạn. Đừng chọn chấm dứt cuộc đời của bạn khiến tất cả mọi người xung quanh đau khổ. Đây không hẳn là một tựa game mà nó còn là một câu chuyện vô cùng ý nghĩa mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Còn bây giờ tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Mong rằng sau câu chuyện này thì các bạn có một cái nhìn lạc quan hơn, yêu đời hơn và quyết định sống tiếp một cuộc đời vô cùng ý nghĩa. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Mình là Dương Triết Lý. Bye.